Nam Em Khoa Cảnh Giác đóng trong Duyên Kiếp cùng Bạch Công Khanh. Mới đây, Nam Em đã chia sẻ trên story Facebook cá nhân đoạn clip cô diện áo dài đỏ thắp hương trước bàn thờ gia tiên như trong ngày cưới. Đây là những hình ảnh từ rất lâu mà Nam Em đã từng chia sẻ với khán giả vào năm 2019 khi cô thực hiện một music video. Đáng nói, đoạn clip Nam Em đăng tải không chỉ có sự xuất hiện của một mình cô mà còn có cả Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh trong clip có tạo hình của nhân vật cậu Hai Lương của Duyên Kiếp. Đây cũng là bộ phim truyền hình đang được quan tâm nhất hiện nay. Nam Em cũng được xem là một ứng cử viên sáng giá cho vai Huệ, vợ của Lương. Thậm chí, chính người đẹp gốc Tiền Giang đã từng tiếc nuối chia sẻ cô đã phải bỏ vai giữa chừng dù suýt chút nữa đã được chọn thể hiện nhân vật này và có dịp hợp tác cùng người đồng nghiệp thân thiết Bạch Công Khanh. Cụ thể, trong mini show, Nam Em tham gia cùng Bạch Công Khanh vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, Nam Em đã đề cập về bộ phim hot mà Bạch Công Khanh đang tham gia. Cô kể với khán giả, mới đầu là em được nhận vai Huệ, em chuẩn bị hết trơn rồi, đồ đạc, tất cả mọi thứ để đóng với anh Khanh, mê đóng phim chung với anh Khanh. Lúc đó em khóc trôi tới công ty luôn. Em qua em nhận hợp đồng thanh lý mà em khóc trôi công ty, tại vì lúc đó không có duyên. Bạch Công Khanh cũng hé lộ một phần lý do là vì sức khỏe của Nam Em, nhưng cô phủ nhận. Bản thân nam nghệ sĩ cũng rất mong muốn có dịp hợp tác với Nam Em, cũng mong là trong một dịp gần nhất Khanh với Nam Em sẽ kết hợp trong một bộ phim hay là một dự án về âm nhạc. Nói chung là công việc trong nghệ thuật thì cảm thấy rất vui và cũng cảm ơn vì showbiz này có một đôi bạn. Hiện tại đoạn clip Nam Em chia sẻ vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình dưới phần bình luận nhé. Cùng cập nhật những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất tại Thấu Radio nhé.